bạn có thể kiểm tra dung lượng 4G của Mobifone theo 3 hình thức như sau. Cách kiểm tra đơn giản nhất là bạn chỉ cần nhắn tin theo cú pháp KT Data gửi đến tổng đài 999. Hoặc bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng My Mobifone. Ứng dụng này đặc biệt hữu ích khi chúng ta kiểm tra dung lượng 4G trên iPad. Và một phương pháp kiểm tra khác là bạn có thể gọi điện thoại đến tổng đài miễn phí của Mobifone 1800 1090 hoặc tổng đài thu phí 9090 với cước phí 200 đồng một phút.